Sáng ngày 6 tháng 5 2023, ngày 17 tháng 3 Quý Mão, trên tinh thần tri ân và báo ân đối với bậc ân sư, Chư Ni Tịnh Xá Ngọc Thành đã trang nghiêm tổ chức lễ huy kỵ lần thứ 22, cố ni trưởng Thích Nữ Đăng Liên, viện chủ Tịnh Xá Ngọc Thành, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Quang Lâm chứng minh buổi lễ có trưởng lão Hòa Thượng Thích Giác Tường, Ủy viên Ban Thường trực Hội đồng chứng minh Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chứng minh đạo sư hệ phái, Hòa Thượng Thích Minh Ngạn, Phó Ban Trị sự, Trưởng Ban Kiểm soát Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai, Trưởng Ban Hoằng pháp hệ phái, Hòa Thượng Thích Minh Thuấn, Giáo phẩm hệ phái, Thượng tọa Thích Minh Lực, Phó Ban Trị sự, Trưởng Ban Phật giáo Quốc tế tỉnh Bình Dương. Về phía Chư Tôn Đức Ni có Ni trưởng Thích Nữ Minh Liên, Giáo phẩm Ni giới hệ phái, Ni trưởng Thích Nữ Tuyết Liên, Ủy viên Ban Trị sự, Phó trưởng Phân Ban Ni giới Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang, Trưởng Ban Quản chúng Ni giới Giáo đoàn 4, cùng Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni trụ trì các tự viện trên địa bàn thành phố và Chư Tôn Đức Ni hệ phái khất sĩ các tỉnh thành trở về dân hương tưởng niệm. Trong buổi lễ tưởng niệm, Ni sư Thích Nữ Huệ Liên trụ trì Tịnh Xá Ngọc Thành thay mặt cho môn đồ đệ tử cung tuyên tiểu sử cố ni trưởng. Ni trưởng Thích Nữ Đăng Liên thế danh Ngô Thị Hảo, sinh ngày 25 tháng 11 năm 1910, Tân Hợi, tại làng Bình Phú, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Đến năm 53 tuổi, 1963, thế pháp xuất gia tu học theo Ni trưởng Trí Liên tại Tịnh Xá Ngọc Lâm. Hai năm sau, người được thọ giới Sa Di với pháp danh Liên Đăng. Năm 1967, thọ giới Thức Hoa Ma Na, pháp danh là Đăng Liên, hóa duyên đã mãn. Thân tứ đại của ni trưởng cũng thuận theo định luật vô thường sinh diệt, viên tịch vào lúc 6 giờ ngày 17 tháng 3 năm Nhâm Ngọ 2002, trụ thế 92 năm, hạ lạp 33 năm. Đãi lao cho trưởng lão Hòa Thượng Thích Giác Tường, Hòa Thượng Thích Minh Ngạn, ôn lại công hạnh tu tập và cuộc đời hành đạo của cố ni trưởng Thích Nữ Đăng Liên. Trước án tiền, toàn thể Chư Tôn Đức Giáo phẩm Tăng Ni đã thành kính dâng nén tâm hương nguyện cầu giác linh cố ni trưởng Cao Đăng Phật Quốc, Thượng Phẩm Thượng Sanh. Bằng tấm lòng thành kính tưởng niệm, môn đồ Pháp Quyến Tịnh Xá Ngọc Thành dâng lời cảm tạ và trang nghiêm cung thỉnh Chư Tôn Giáo phẩm, Quang Lâm trai đường tác pháp cúng dường để tỏ lòng tri ân hiếu hạnh, tưởng nhớ công ơn lên bậc ân sư tôn kính.